Bản tin sáng nay 30 tháng 3 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh cho biết, ngày 29 tháng 3 có thêm 207 bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh, nâng tổng số bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh đến nay lên 42.863 người. Hiện còn 1.604 bệnh nhân đang được điều trị, trong đó có 1.042 bệnh nhân được điều trị tại nhà. Trong ngày hôm qua cũng ghi nhận 4 trường hợp tử vong do COVID-19. Hiện đã có 420 trường hợp tử vong. Trong 24 giờ qua ghi nhận 162 ca nhiễm mới, giảm 35 ca so với ngày trước, có 132 ca trong cộng đồng, giảm 28 ca.